Phải nói là những pha xử lý ngay từ những giây phút cuối đã mang đến những bất ngờ liên tiếp là những bàn thắng về liên tiếp. Chúng ta có thể thấy nhận được những pha xử lý rất hay của hai bên. Đây là Bernadeschi. Bentancur đường chuyền dài cho Bernadeschi, tạt bóng vào vòng. Ronaldo, phải bật cao đánh đầu rất nguy hiểm của Cristiano. Rabiot, Bentancur. Đang có một sự lỗi kỹ thuật. Những pha xử lý hơi cồng kềnh của những người chơi tại quán Gót Sài Gòn để mang đến một pha xử lý không ai ngờ. Thôi rồi. Những pha xử lý hơi cồng kềnh. Nếu như nếu như thì đúng những luật hai bên đưa ra thì lỗi bên nào thì bên đấy phải chấp nhận trận thua. Như vậy hai bên sẽ phải mời nhau lại.